Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề Thiếu vitamin D, cơ thể dễ bị ung thư hơn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều nghiên cứu cho thấy người thiếu vitamin D có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư vú, ung thư đại tràng, ung thư tiền liệt tuyến cao hơn những người bình thường. Tuy nhiên, cách để quý vị bổ sung vitamin D lại đơn giản đến bất ngờ. Vitamin D có thể bảo vệ cơ thể, các nhà khoa học đến từ Nhật Bản đã cung cấp thêm bằng chứng về vitamin D có thể bảo vệ chống ung thư sau khi nghiên cứu cho thấy người Nhật có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn khi có hàm lượng vitamin mặt trời cao hơn. Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên tìm hiểu mối liên quan giữa đồng độ vitamin D và nguy cơ ung thư của dân số châu Á. Vì tính đến thời điểm này, hầu hết các nghiên cứu về mối liên hệ giữa vitamin D và nguy cơ ung thư đều tập trung vào những người da trắng. Nghiên cứu chỉ ra nồng độ và sự trao đổi chất vitamin D khác nhau tùy theo chủng tộc sắc tộc, liệu các hiệp hội tương tự cũng có thể được quan sát thấy ở quần thể không phải là người da trắng. Vì vậy, các nhà khoa học đã tìm cách xác định mức độ vitamin D ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư ở người lớn tại Nhật Bản. Mức độ vitamin D và khả năng phòng chống ung thư, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của 33.736 người Nhật Bản là thành viên của Trung tâm Y tế Công Nhật Bản, có độ tuổi từ 40 đến 69. Những người tình nguyện tham gia được theo dõi trong khoảng 16 năm. Bộ máu được lấy từ mỗi người tham gia nghiên cứu cơ bản. Chúng được đánh giá ở mức độ 25 Hiroshi vitamin D ở dạng tuần hoàn của vitamin D. Những người tham gia được chia thành 4 nhóm dựa trên mức vitamin D của họ từ thấp nhất đến cao nhất. Thông tin về lịch sử y khoa, chế độ ăn uống và lối sống của họ được cập nhật đầy đủ. Trong thời gian tiếp theo 16 năm, tổng cộng có 3.301 trường hợp ung thư mới được xác định trong số những người tham gia nghiên cứu. Theo nhóm nghiên cứu, so với những người có mức vitamin D thấp nhất, những người có mức độ cao hơn có nguy cơ ung thư thấp hơn 20%. Nguy cơ ung thư tăng lên nếu cơ thể thiếu vitamin D sự thiếu hụt vitamin D có liên quan đến hàng loạt các vấn đề sức khỏe như tăng nguy cơ mắc bệnh alzheimer tiểu đường loãng xương và bệnh tim mạch đặc biệt nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy nồng độ vitamin D thấp là yếu tố nguy cơ cho một số loại ung thư nhất định và mức vitamin tăng lên có thể giúp bảo vệ chống lại căn bệnh này những người thiếu vitamin D có nguy cơ bị ung thư như ung thư vú ung thư đại tràng ung thư tiền liệt tuyến hay bệnh tim mạch cao hơn những người bình thường Mới đây, bản báo cáo do trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan dẫn đầu cho biết, vitamin D có khả năng chống lại ung thư đại trực tràng so với những người có nồng độ vitamin D tuần hoàn được coi là đủ cho sức khỏe của xương. Những người bị thiếu hụt loại vitamin này có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn 31% trong thời gian theo dõi 5 năm sau đó. Mối liên hệ này vẫn tồn tại ngay cả sau khi điều chỉnh các yếu tố gây ra nguy cơ mắc ung thư đại tràng đã biết trước đây. Hướng dẫn cách bổ sung vitamin D. Vitamin D là loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Nó không chỉ giúp duy trì nồng độ canxi cho sức khỏe không tốt, mà còn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ miễn dịch, thần kinh và hoạt động của cơ. Theo Viện Sức Khỏe Quốc gia, nguồn cung cấp chính cho cơ thể chính là ánh sáng mặt trời. Đó là lý do tại sao vitamin D được gọi là vitamin mặt trời. Vitamin D được tổng hợp khi ra tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời khoảng 20-25 đến 25 phút là hữu ích, nhưng quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Ngoài ra cơ thể có thể nhận vitamin D bằng việc hấp thụ từ các loại thực phẩm nhất định như cá hồi, cá ngừ và phô mai, cũng như một số loại thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, để phát hiện cơ thể thiếu hay đủ, bạn cần phải xét nghiệm đánh giá nồng độ vitamin D trong máu. Dù vitamin D thực sự có khả năng chống lại ung thư, bạn cũng không thể tùy tiện nạp một lượng chất bổ sung vitamin D vào cơ thể, nó có thể là một nguy hiểm tiềm tàng. nguy hiểm khi dùng quá liều vitamin d dùng vitamin d thường không gây ra tác dụng phụ tuy nhiên sử dụng vitamin d trong một thời gian dài hoặc dùng quá liều vitamin d có thể gây ra một số tác dụng vụ sau đây tăng huyết áp suốt cao nhịp tim không đều đau bụng dữ dội đau xương táo bón tiêu chảy khát nước tăng số lần đi tiểu đặc biệt là vào ban đêm hoặc tăng lượng nước tiểu do đó bạn nên dùng vitamin d theo chỉ dẫn trên nhãn hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin kết thúc một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin hữu ích trong những chương trình tiếp theo.